ban lãnh đạo công ty Hoàng Anh Gia Lai vui mừng chào đón quý đại biểu, quý cổ đông, quý nhà đầu tư và đại diện các cơ quan truyền thông. Thưa tất cả các cổ đông hôm nay, thì hôm nay mình nhân kỷ niệm thì cũng lâu lắm rồi. Bản thân tôi và tất cả cổ đông trung thành của Gia Lai chưa có dịp gặp nhau để trao đổi về vấn đề kinh doanh của Gia Lai hiện tại và tương lai. Thì hôm nay tôi muốn là mời một số cổ đông gọi là trung thành với nước cổ Gia Lai. Và trong ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn những cái việc của Hoàng Gia Lai sẽ phát triển trong tương lai. Khi nay thì tôi ít khi nói tương lai 2-3 năm, nhưng mà ngày hôm nay tôi có thể tự tin sẽ nói vạch ra một cái viễn cảnh của Hoàng Gia Lai trong 3 năm.